Và cá nó còn nhỏ, cái màu nó chưa có lên kịp với cái phong xanh để nó vậy, rất rất ở đầu. Con này đúng ra đầu vàng nhưng mà mới chừng được 50% là do chắc phong phong ảnh hưởng như thế. Tại ổng nuôi trong cái thùng mút á. Biết rồi, cái thùng đó đúng đó. Đó, cái em bắt về trước thấy về